Ủa sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy ảnh tới nữa. Quý vị có thấy không, Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Ôi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha, hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu, như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành xuyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, mãi rối phần đẹp duyên ngựa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa mến yêu. Thôi xin nói
trăm năm, thề nguyện gắng bó thủy chung muôn đời. Xuân à, tiếng em đi lau mắt lệ lòng tuôn rơi, ngày mai này thuyền qua đưa người về tận cuối trời xa. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói làm sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói. Phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Họ có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên. Khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà dạ. Hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều. Nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn mọi người. Hai bạn.
tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hó vàng rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bốn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rưỡi chưa chan lòng người. Ôi đẹp làm sao, nhưng sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta giữa bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào. Ngọt đắng môi cười. Soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè. Thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín. Thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi tráng lệ phồn hoa, tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Thương cha ngài
đêm lam lũ, ruộng sớm đông trưa mưa nắng tao tầng. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sâu cho tươi tốt lúa vàng. Em cũng hiểu vì sao anh thương bên, từng lũy tre làm từng bên nước dòng sông. Từ lúc chào đời say giấc ngủ trong đôi, hai tiếng quê hương đã chứa chan trong lời ru của mẹ. Dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cấy người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em. Cho sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, em có thấy chăng từng bãi đê ruộng lúa. Dù ở xa xôi nơi chân trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Bảo em xin hết ạ. Trời ơi. Trời ơi, hay quá anh ba ơi. Rồi cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm. Xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương. Vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới. Những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây, nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì và quan trọng là hát rất Nam Bộ. Hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng. Chỉ chờ. Dính đúng chữ chờ thôi. Ba tiết mục ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn tự nhiên như là mình là một nghệ sĩ thật sự. Mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương, độc đáo, có luôn. Và được sự đón nhận của mọi người, đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công. Và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây. Và sự tiếp ứng của mọi người, khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh mà giống không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó, chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt, đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ thiệt á. Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha, là ba tiết một quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Thôi bớt giận. Biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tướng, xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ho lơ ho lơ, ho lơ ho lơ. Đường xa cũng tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ngóng đón, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Giọng à, giọng à. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Sắc xe con tìm tôi, chừng nào về nắm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xoắn đẹp hơn. Đi không khó mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là tay thương em rồi. Về Cà Mau qua đầm chơi, nước sông lững lờ bông tràm, thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng U Minh, cánh quang bao tình, khung trời đẹp xinh. Xoáng đẹp hơn Cà Mau, đường đi không khó mà chỉ
khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương. Càng mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là tới thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Xin cảm ơn ạ. Xin chúc mừng Trúc Ly, cảm ơn Vũ Đoàn Ô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Mời chị Phương Thanh. Hôm nay em hát thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Có nhiều chỗ rất giống chị Phi Nhung nhưng có nhiều chỗ không thể bằng được. Là vì em biết tại sao không? Tâm lý em thoải mái quá. Vì cái bài này em thấy thoải mái quá cho nên nhiều chỗ em quên mất mình đang là Phi Nhung. Lâu lâu nó hơi phô nhẹ xíu em ạ. Lâu lâu quá mình phải ráng mình cảm âm lại một tí. Nhiều khi mình vui quá đó, mình ca cái bài này cưng nè, tâm hồn mình bay bồng bềnh á, cái nốt nó bay theo em hiểu không? Nhưng mà thật sự ra những cái nốt cao của em đắt giá lắm, càng về sau càng đắt giá. Giống hả? Giống có nhiều chỗ em hơi gồng xíu mà lại giống. Giống cực kỳ. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà lần sau là yêu cầu là phải có động tác diễn của Phi Nhung nhiều hơn nha. Hiện giờ là vẫn còn đang là Phi Nhung cơ bản, Phi Nhung quay MV. Em phải coi Phi Nhung diễn live, coi cái cách Phi Nhung giao lưu rồi cái thái độ băng sao, bà điệu lắm. Bà điệu kỳ lắm, tại vì bên trong bà đàn ông giống Phương Thanh. Mà cái làm điệu ra nó ngược ngược hiểu đúng không? Mới làm đúng điệu mình thấy ghét lắm. Tức là trong ngoài không có liên quan không gì liên quan. Nhau đó. Nhưng mà rất là duyên. Nên em phải bắt chước cái đó. Tôi kể quý vị nghe. Ai tôi cũng có chuyện kể trơn á. Mà cái này không phải nói xấu đâu đúng không? Không có nói xấu. Đúng rồi. Hồi đó qua Mỹ lần đầu tiên anh biết rồi, Mỹ diễn có cuối tuần không, mà ngày đầu tuần nó chán muốn chết, đâu có làm cái gì đâu, cứ ngồi ở nhà chơi. Cái Nhung nói em xin, xin qua Mỹ gọi cho Nhung. Nhung dẫn xin đi chơi Universal. À, là cái chỗ mà phim trường của Mỹ người ta quay phim rồi đó. Mà sang lắm nha anh. Lấy xe chở em ra tới Hollywood nha. Rồi xong rồi cái cho vô Universal chơi. Nhung mua 100+ đô một vé. Là cái loại vé không phải xếp hàng cái gì hết. Cái đi coi vui lắm. Cái tới giờ về gần mệt á. Nói Nhung ơi đi nè em mệt quá, em mua chai nước uống. Cái Nhung nói không, đừng có mua nước ở đây, nước đây không có ngon. Đi xuống dưới đi, tôi biết con chỗ bán nước ngon lắm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ đó. Ê Nhung, nước lọc mà cũng có ngon hay không ngon nữa. Bà Nhung, cái bà nói nghe lời Nhung đi, nước lọc cũng có nhiều loại, nghe lời Nhung. Phải nghe lời. Phải nghe lời Nhung, ok, đừng cãi Nhung. Ok, nghe Nhung. Đi từ trên đi xuống, mà quý vị biết cái Universal của Mỹ nó đâu có nhỏ. Nghe cái chữ đi xuống thôi nha, chứ mà cầu thang đi gần, trời ơi muốn xỉu luôn. Xuống tới nơi, cái nói Nhung ơi, nước đâu? Cái bà Nhung Nhung nhớ nó đây mà ta. Ta hiểu chưa? Rồi xong nhịn khác đi về. Về xong cái bà lái mới nói anh Huy là gì, có ông anh họ nói, anh Huy mệt, anh Huy nghỉ đi, đi Nhung lái cho, nãy anh Huy lên Huy chở rồi. Cái bà lái xin coi giùm Nhung cái GPS để nó chỉ đường về. Cái này ở Nhung lấy lên phải, hiểu rồi. Lấy lên phải đi, quẹo phải nè. Không, chỗ này chưa quẹo phải, cứ giữ lên trái đi, mình còn đi thẳng một cái ngã tư kia mới quẹo phải. Nó chỉ đây nè Nhung, nghe lời Nhung đi, Nhung biết mà, tin Nhung. Chạy cái vừa qua Nhung nhớ là đây mà. Sao xong có chỗ quẹo ta. Vậy là cái hồi nãy đó xìm. À, đó hiểu chưa, là bà Nhung là phải là bên trong với bên ngoài không liên quan, nghe chưa? Em phải làm ra cái điều đó nó mới vui. Nhưng mà em có thường hay coi những cái phần trình diễn live của chị Phi Nhung ở trên YouTube không? Dạ có ạ. À hả? Dạ. Thế em có để ý là chị Nhung chỉ có cái gì đặc biệt mà chị thường hay làm mà nó trở thành cái chữ ký của chị không? Nói chung là chị có rất là nhiều có thói quen. À. Trước khi lên sân khấu có thói quen là hay chỉnh áo dài nè. Hát xong phải giao lưu. Giao lưu nhẹ một tí. Nhung nghĩ là ai hát có hay không? Vậy đó, kiểu vậy đó. Tập thần thái của chị Phi Nhung là cũng phải tập nhiều đúng lần rồi, đúng không? Nói chung là cũng khó đó. Cũng khó không đúng phải không dễ em? Đâu. Thấy dạy mà không phải dạy đâu. À hả, dạ. Vâng. Xin mời phần nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Khi mà em thể hiện cái ca khúc
với cái sự hồn hậu của con người miền Tây. Nó có cái sự vui tươi và hồ hởi, hân hoan trong tâm hồn. Nó thể hiện qua cái nụ cười của em. Nó có những cái sự cũng bỡ ngỡ với sân khấu, nhưng mà ở đâu đó em rất là hân hoan. Vẫn có cái sự đáng yêu trong cái phần trình diễn này. Và hình như là hôm nay hát thì cũng có sáng hơn mọi sáng hôm. Sáng hơn, thoải mái hơn. Không nhiều. Có phải bị gò bó là như lần trước nữa. Thì cái đó cũng là một cái điều đáng khích lệ. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Mà nhớ nha, lần sau là tôi yêu cầu là phải có cái nét mà giả bộ nhõng nhẽo của Phi Nhung nha. Bây giờ anh Thành nói cái mình thi phạm luôn đi. Đúng rồi, mình thử đi. Bà Nhung mà chuyên gia, bà giả bộ ngây thơ mà em biết gì á, kiểu đó. Rồi bây giờ Phi Nhung giao lưu với khán giả nè. Quý vị ơi, quý vị có thấy gì rồi Nhung hát ai không ạ? À quý vị có thể cho Nhung một tràng pháo tay được không ạ? Hay quá. Hay giống quá. Bây giờ có muốn Nhung hát tuần cổ không? Yeah. Giống. Giống nha. Giống quá. Đó. Hát đi chị Nhung. 8.000 khán giả đang ở đây chờ đợi giống chị hát. Giống quá. Nhung sẽ hát một cái câu tân cổ của bài hát mà Hờn Anh Giận Em á. Nhung hát đi, Nhung hát đi. Bây giờ Nhung hát nha. Nhung hát đi. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy cái bài nãy tôi chưa có phê mà sao giờ tôi mê Nhung quá Nhung ơi. Em ghét anh sao cứ đi hoài đi mãi. Thân gái xuân xanh mới lấy chồng đôi tháng mà phải có chiếc phòng không, đêm ngày mòn mỏi chờ đợi người đi biển biết mấy phương trời. Em ơi giống lắm nha, giống. Cảm ơn Nhung. Tiết mục hồi nãy nha, đáng lẽ thi đầu chưa hoàn hảo phải chờ cho cái phần bonus này duyên dáng quá tặng liền chọn. Xin chúc mừng một chọn từ giám khảo Trấn Thành. Bây giờ mời chị Phương Thanh. Chờ. Chờ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn. Chọn. Xin cảm ơn ạ. Mời Nhung qua bên đây, một tràng pháo tay cho Trúc Ly. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mộng mơ xây tình nhung gấm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phù thế. Rồi quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thấm sâu rơi. Thầm trách người đi cuộc sống kiếm tiền hạnh phúc đơn mà có cảm xúc luôn. Tôi nghe tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình. Hay quá em ơi. Rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Wow.
đôi dòng lệ thấm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu. Về bên mái gia đình mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em, nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Xin chúc mừng anh Ngọc Tuấn với phần thể hiện thành anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh Hoài Nhật Nam chia sẻ. Phần trình diễn vừa rồi của em, anh đánh giá là thành công. Anh nghĩ là cái giọng hát của em á, là cái mà có thể gây được cái thiện cảm với khán giả. Trước nhất em đang hóa thân thành ca sĩ thần tượng Mạnh Quỳnh, hóa rất giống, và trong đó thì nó có cả cái phần hồn, cái phần tình trong đó. Và thấy được những cái cử chỉ, những cái hóa thân của em, em không phải là giả để cho giống nữa, mà giống như em đang nhập hồn vào trong cái bài hát này, mà mình cũng là một cái người trong cái câu chuyện đó và em đang đi kể. Cho nên thấy nó rất là thật. Và nhờ em cũng có một cái gương mặt á, thật thà chất phác, cho nên là thể hiện những cái bài của anh Mạnh Quỳnh về cái cuộc sống đơn sơ, những cái cuộc sống của người nghèo, thì nó lại càng ra hơn, nó lại càng cộng hưởng hơn. Và cũng khá là thú vị khi em có những cái phần diễn như một cái sự thẳng thốt, đúng không, đi qua đi lại, và giống như mình đang mong chờ, hoặc là ai đó đã đi xa vắng rồi chẳng hạn, hoặc là mình đã trở về một cái nơi mà không còn gặp một cái người nào đó nữa. Đó, thì những cái đoạn diễn nó rất là bất ngờ và cũng dễ thương, cũng hồn nhiên mà cũng ra nữa. Anh nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn rất là thành công. Vâng. Chúc mừng em. Mang lại cảm xúc rất nhiều. Xin cảm ơn anh. Thật ra bài này bạn hát không hay. Thiệt. Bạn hát tuyệt vời. Trời, làm hết hồn. Cảm ơn anh ạ. Hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn giữ cái phong độ và cái nội tâm và cái sự nghiêm túc ổn định như thế này thì nhiều đối thủ phải mệt với bạn. Mà quan trọng như nè, các bạn thí sinh nên nhìn vào bạn này. Các bạn để ý là chúng ta chỉ làm cái bên ngoài của cái người nghệ sĩ đó, và đôi khi là cái voice của họ, cái giọng của họ. Bạn này vừa làm được cái voice, mà bạn này vừa làm được cái nội, cái thể gì, cái bên trong và cái cách xử lý chữ của cái người nghệ sĩ đó luôn. Có nghĩa là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn ấy là Mạnh Quỳnh luôn thì mới hát ra được cái kiểu như thế này. Thành thử ra tôi nghĩ là khi các bạn hóa thân á, các bạn phải tập cái cảm giác này nè. Khi mình hát, mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình phải là cái người đó luôn, thì cái phần thi mình nó mới đạt được cái độ đỉnh cao được. Chứ chúng ta đừng có mang tâm lý là ra trình diễn. Hôm nay bạn đã bước phá được, bạn đạt được qua cái cảnh giới đó. Chúc mừng bạn. Xin mời chị Thanh. Chào anh Mạnh Quỳnh. Nói gì nữa giờ khen hết rồi. Thì chào anh Mạnh Quỳnh, bạn có nhiều lợi thế: giản dị mộc mạc, tình cảm tương đồng. Cái đó là cái lợi thế của bạn khi mà quá thân thành cái người mình yêu mến, và có quá trình thời gian quá dài hát karaoke nhạc của idol. đúng không ta? Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Tức là bạn đã nhập tâm trước khi có cái chương trình này xảy ra. Đó là một cái duyên may mắn cho bạn nhất. Và chúc bạn giữ vững phong độ nha. Bởi chính cái phong độ hiện tại này của bạn, nếu nó không có sự thay đổi khủng khiếp hơn nữa thì bạn sẽ bị là dậm chân tại chỗ, lại phải trao dồi nhiều hơn nữa. Với phần nhận xét này thì thưa quý vị, mời ba nghệ sĩ cho chúng tôi biết là chọn hay chờ. 2, 3 quẹo phải. Lại. 2, 3 quẹo phải. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn hai chị ạ.
trôi theo ánh trăng ngon. Cậu trẻ chiều quê cùng ấm ngắm hoàng hôn, buồn hắc buồn hiu mến mong ngó đất trời. Em về miền Tây tìm âm đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ anh quên hết sao anh. Đò đưa lòng em giờ xa bến tình Trúc Ly với ca khúc Em Về Miền Tây. Với tiết mục này, những câu đầu tiên em vô lại rất giống Phi Nhung. Trấn Thành có thấy vậy không? Rất giống Phi Nhung. Cái âm lượng nó không đều thì lại giống. Thì cái câu đầu tiên em hát á, rất giống Phi Nhung, nhưng mà tới lúc em bỏ nhỏ, em hát kỹ lại thì lại mất dần một chút xíu. Cho nên với cái sự hóa thân tiếp theo như thế này, em đừng có hát kỹ quá, đừng hát kỹ quá, mà cứ hát
giống như những câu đầu em hát để cực giống Phi Nhung luôn. Khi mà em hát kỹ là em sẽ bị mất cái chất của chị Phi Nhung. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ em phải về em quên đi cái cách hát này. Tại vì em thi cái cuộc thi này nó đòi hỏi em phải giống thần tượng em nhất. Tại vì đối thủ của em ai cũng giỏi hết, ai cũng mạnh hết. Và họ đang tiến bộ dần. Nếu em không tiến bộ dần thì những vòng sau em sẽ bị thua họ. Vì vậy cho nên anh nghĩ là muốn đi xa phải nghiêm túc, phải để ý kỹ hơn. Hát nó phải đời hơn, âm lượng nó phải khô hơn. À, cái cách phát âm ra giọng á, cái giọng mình phải khô hơn, đanh thép hơn thì mới ra Phi Nhung. Tại vì nếu em hiểu với chị Nhung, em sẽ biết Phi Nhung là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà vươn ra. Tôi phải chiến thắng được cuộc đời, tôi phải chiến thắng được bản thân. Đó là Phi Nhung. Thì khi yêu ai phải hiểu người đó trải qua những gì để họ có được cái xúc cảm ngày hôm nay, để họ hát cho mình hay tới mức độ mình phải giống họ, phải hiểu được điều đó nha em nhé. Thì anh hy vọng là em sẽ cố gắng hát cho thật tốt, để những vòng sau anh muốn được coi nhiều hơn nữa. Trình diễn mà, đúng không? Nó còn có cái phần diễn nữa, cho anh coi luôn phần đó chứ đứng giống như ai ép mình hát thì. Và quan trọng là còn câu cuối của tôi là: em nhớ anh đêm ngày, em sẽ về miền Tây. Buồn quá, quên luôn, cất câu của người ta luôn nha. Lần sau tốt hơn nha. Dạ, xin cảm ơn. Anh Thành là anh rất là hâm mộ chị Phi Nhung, cho nên em hát cái đoạn nào là anh nhớ trong đầu thuộc lầu lầu, cho nên là không có thể nào mà để tránh trường hợp là không bị bắt, cho nên là phải cố gắng nha. Có một cái câu thơ để nhận xét về giọng hát của Phi Nhung như thế này là: Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Đó là một cái giọng ca và chọn cái dòng nhạc trữ tình quê hương để thể hiện. Và trong đó nó có rất nhiều những cái nỗi nhớ Nhung. Và anh nghĩ rằng là trong bài hát ngày hôm nay á, em đã đặt để cái tình cảm của mình vào trong bài hát này. Thì nó cũng là một cái cách làm cho những cái câu từ của bài hát và những cái giai điệu bài hát nghe nó đến với trái tim nhiều hơn. Riêng anh cảm nhận là nó rất là tình cảm và dễ thương. Bản thân anh thì anh rất hy vọng em sẽ được có một tấm vé để mà đi tiếp. Em chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn Trúc Ly. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi các cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Em ơi, anh tìm người yêu chung thủy, tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi, anh tìm người yêu không ước mơ cao. Người yêu thương mãi tranh siêu, mãi đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên mình.
tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh siêu. Mai đây cho dù rằng nơi góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng nơi góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Trời ơi hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nãy hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Bình thường á là Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay. Bữa nay thấy điệu được. hôm nay nhung dễ thương. Anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. bữa nay em nói giống hơn em hát, em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều, nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay. Em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô, nó chẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có phiêu nhiều, hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Cái áp lực của Nhung mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á, cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước, đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều, tương tác với các diễn viên múa, rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Dạ mời chị Thanh. Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bản Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước tiên trước khi nói thì hôm nay xin mấy tập trước nhiều. Xin cảm ơn. Dạ. Xin đầy đặn tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xin gái ra, xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Đó lúc hát rồi, ủa trời, Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu nào, mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn anh Khang, cảm ơn ban giám khảo. Vì em đó, trở lại rồi đó. Vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thầm ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả
cả đêm. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê. Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần. Ơi, đóng cửa. Dễ sợ. Xin cảm ơn Vũ Công, bạn Huệ Nguyễn với tiết mục vừa rồi. Xin mời ban giám khảo nhận xét. Tôi nghĩ bạn sống tình cảm lắm. Phải sống tình cảm mới hát tình cảm. Cái đó nói thiệt. Sống sao là hát vậy. Hát vậy không câu thể sống. Câu này hay quá. Sống sao hát vậy. Sống sao hát vậy. Hát vậy không thể nào là xấu tánh được. Sống tình cảm chân thành, người thiệt thà. Hát gì mà hay dữ vậy. Như anh, là anh trình diễn chứ không phải là thi. Dạ. Không thấy một cái áp lực nào ở Ngọc Tuấn luôn. Thật sự á, hôm nay Mạnh Quỳnh mới thật sự trở lại nè. Anh Nam anh để ý là tuần trước mình mà chê ai bị xuống phong độ là hôm tuần này lấy lại hết phong độ. Sợ còn rớt. Mấy cái người mà nói là vừa rớt. Tiến bộ là năm nay thụt lùi hết. Sợ rớt. Cái hay anh thấy ở Ngọc Tuấn á là Ngọc Tuấn hát như kể một cái câu chuyện á. Và nghe thủ thỉ, tâm tình, rất là tình cảm. Có những đoạn đổ xuống mùi ơi là mùi. Hát rất là nội tâm. Hát nội tâm lắm, em như một nghệ sĩ thực thụ á. Lên trên đó mở ô cửa ra hay là đóng lại hay là hát phiêu vào từng câu hát á. Nó tình cảm mà say mê với từng cái câu hát. Cái phần hồn của em trong đó và tình cảm của em đặt để trong đó nó nhiều lắm. Mà nó đông đầy cho nên đó là góp phần cho cái thành công của tiết mục. Lúc em hát em có nghĩ đến bà xã mình không? Cái nội dung bài hát thì như thế nào thì em thể hiện ra ngoài như vậy ạ. Thì ví dụ khi
cái đoạn mà được mãi mãi gần em thì thôi thì cũng có vợ rồi, thì thôi thì cũng mong là được mãi mãi gần vợ đấy. Thế thôi. Mãi mãi gần vợ đấy. Trời ơi, nịn vợ thế cơ cơ. Rồi bà xã em có nói gì không? Dạ thì vợ em thì cũng bảo thôi thì cố gắng rồi thì cứ làm hết mình rồi. Vâng. Thì hết cái khả năng của mình thì thôi đừng tâm lý nữa. Nhưng mà nếu như mà hết mình thì phải gọi cho bà ấy, bảo rằng em ơi, thì tuần sau anh chơi tới nhá. Bà giám khảo bây giờ thích anh quá rồi, anh bây giờ đang lên lắm em ạ. Chơi tới là sao Thành, chưa hiểu cái cụm từ chơi tới. Bây giờ ông này hiện giờ đang là diễn viên siêu MV. Cái lần trước là bị Nguyên Khang cướp bồ nè. Rồi. Lần này may mắn kéo nhỏ lợi được vô cửa sổ được chưa? Tuần sau dằn xé tiếp cho coi. Mà dằn xé tiếp nó đâu phải dừng lại ở những cảnh này. Thì bây giờ phải báo cho bà xã biết em. Tuần sau anh chơi tới. Ừ, thả lỏng cho anh 2-3 tuần nữa đi. Danh vọng anh sắp tới rồi, đừng cản. Đừng cản anh nữa. Thôi em sẽ nghe theo anh ạ. Đúng không em? Dạ vâng ạ. Sau 3 tuần nữa anh sẽ dẫn lạc của em. Cái bà nhắn tin lại thôi anh khỏi về nữa là chết luôn. Không, đâu được. Đâu có phụ nữ nào dại dột. Ta sắp lên đỉnh danh vọng rồi nhắn khỏi về mất, mất bảy. Đúng rồi. Trời ơi. Ta giờ ta có cái, cửa cái tâm lý người mà không muốn lấy vợ nó vậy á. Đúng rồi. Không có hiểu gì về tình yêu cả. Nam nói là chân thành nhận xét là phải lọc lựa, phải lọc lựa kỹ, rất là nguy hiểm. Thì mời chị Chanh. Khác với tập trước, tập này lại lấy lại phong độ và làm cho tất cả mọi người lại mê đắm lại như thường. Chọn bài này hợp lý hơn bài trước luôn, hợp lý hơn. Bởi vì những cái câu hát ta hay gọi là xuống xề á, rất dễ đi vào lòng người. Khi xuống một câu là dưới này muốn rụng luôn hả? Yeah. Muốn rụng luôn. Rúng. Rụng rúng luôn. Chúc mừng có một tiết mục mà có thể gọi là tiến thẳng được vào trong vòng cuối cùng. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy Trấn Thành có nói một câu là tập trước mà khen quá thì tập này hậu hát không tốt. Nhưng mà tập trước mà chê quá thì tập này hát tốt. Không ấy mình bớt khen lại, mình để cho mấy bạn đấy tâm trạng thoải mái chứ giờ khen quá sợ rồi, tập sau nó lại bị từ nay về sau bước ra ai cũng chê hết. thôi, không được, vậy không được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Cảm ơn anh chị giám khảo ạ. Vâng. Vì nhau xin kính chào quý vị. Để lại lòng ai còn sáo sang sông sáo đã xu lòng bài chỉ bạc liêu còn sáo bay theo vương bài chỉ trà dinh còn sáo bài qua đời tôi. Vỗ tay cho Huy Nhung đi quý vị. Con sáo trong lòng nhớ bầy ta là
trầm với thương nhớ. Con sao buồn nên sao khóc nỉ non, còn trời cũng buồn nên trời mưa không dứt. Phi Nhung hát cải lương nghe được quý vị. Cảm ơn nha. Trời mưa trúc sợi tơ lòng, mơ ai xa ngoài giang dặm, hận ai nước mắt đông sầu, biết tìm ai người tri ngộ. Chú hồn trong suối thơ mơ màng theo tiếng thơ. Hay quá. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao quà cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự. Đàn tiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồi. Còn gì nữa, biển dâu đã bao đổi giờ. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lúc bình trôi. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lúc bình trôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo nhận xét cho tiết mục này. Hôm nay Phi Nhung hát rất là tự nhiên. Tuần trước là phải tập múa này, nó nhiều nhiều cái tâm lý phải chi phối quá. Tuần này hát thoải mái tự nhiên, lại giống Phi Nhung, hát rất vô tư. Nghĩ sao hát vậy? Volume mở lớn nhỏ rất bất thường, nhưng mà lại ra được Phi Nhung. Yeah. Yeah, đúng không? Phi Nhung đã trở lại. Yeah. Xin cảm ơn. Hay. Thật sự hay. Hay mà tôi ngồi tôi sững như là thẫn thờ luôn á. Trời ơi, nó giống gì mà nó giống dữ vậy trời. Lần trước hụt bao nhiêu, lần này lấy lại hết. Mừng quá. Mừng quá. Mà tôi thấy hình như là ủa trong có cái gì vui lạ luôn. Có cái gì vui nè, nó không? Bà đang yêu rồi đó. Tôi thấy bà cũng nôn lắm. Nhưng mới có người yêu. Anh Đức hả? Không. Còn sâu quen Đức được. Chứ Nhung quen ai Nhung? À, thì Nhung quen người yêu của Nhung đó. Nhưng mà cái vui này nó không phải là vui của người mới yêu, mà có một vui hơn nữa. Ý là bây giờ thì ban giám khảo hỏi thì em cũng xin trả lời thật luôn. Đúng là cũng có một xíu tin vui thì... Tin vui gì? Hả? Thôi Nhung theo trong làm cô xấu xứ lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Ủa, lấy chồng hả? Trời ơi, lấy chồng hả? Cái đó là hát tượng trưng thôi. Chứ là Nhung lấy chồng là Nhung vui, chứ là Nhung không có buồn. Chúc mừng Trúc Ly. Chúc mừng lấy chồng rồi. Chồng rồi. Ủa là lấy chồng thiệt hả? Dạ. Tại vì nói chung là thiệt ra là em không có nói thật là đâu. Mà tại vì bây giờ mọi người chắc là cũng trong trường quay thì chắc cũng biết hết rồi. Biết hết rồi. Sao mà lấy chồng cả trường quay biết, tôi không biết kỳ vậy. Cái người nhiều chuyện nhất không biết là sao? Để kể cho quý vị nghe. Con bé quay xong cái tập này đón xe đi mười mấy tiếng đồng hồ về quê ngày mai làm đám cưới. Thiệt á hả? Thiệt luôn. Hát xong tiết mục này là ra xe, xe đợi ngoài rồi, đi về. Oh my god, lát nữa anh gửi tiền mừng nha. Thôi thôi anh Thành đừng có làm vậy. Lấy lộc đặng đi diễn để hên. Mai mốt biết đâu lấy chồng xong, phải không? Sao chương trình nổi tiếng
được người ta nhắc đến mời đi show luôn. Chồng theo làm trợ lý. Thay mặt cho ba vị giám khảo thì xin được chúc mừng em nha, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn ban giám khảo cũng như là cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay, một lần nữa xin cảm ơn. Anh nghèo đâu có nhận kim cương, anh chỉ tặng em. Hay quá ta. Nhận có thương, nhận có nghèo nàn, anh biết lắm. Nhưng đầy kỷ niệm tôi yêu đương, anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng, thì đây anh đang nhận lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn nay, nhân anh trao nhân có chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách hồ, thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Em ơi, anh đâu có ngờ tình đang như cánh diều bay, bay cao đứt chỉ cho tâm gì.
Ôi đã quá. Trời ơi. Tôi nghe thấy có tiếng la hét ở đây, có điều gì đó ban giám khảo dường như là hơi phấn khích đúng không ạ? Phấn khích chứ. Lần đầu tiên tôi thấy em siêu Nguyên Khang đẹp trai vô cùng. Yeah, đẹp quá. Bước ra thần thái uy nghi ngút trời. Bữa nay tôi mới phát hiện bạn tôi có một nét đẹp MV. Nét đẹp MV. Nét đẹp MV, chuyên đóng vai vô MV quay ca nhạc. Chẳng Thành để ý không? Chuyên đóng tiểu tam đi giật bồ người khác không à? Trời đất ơi. Mấy số trước là giật 2-3 lần rồi nhớ không? Ra đường vậy bị quýnh lắm á. Khán giả ghét. Kỳ trước là cái bài của bạn Phúc Vĩnh Phúc hát cái bài hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều là cũng ra đóng vai tiểu tam. Lần này cũng ra đóng vai tiểu tam. Bạn Mạnh Quỳnh, bạn là một trong những ca sĩ thật sự phải nói hát rất là tốt. Phong độ giữ đều. Bạn hát, tôi nói thiệt nha, bạn thi thôi nha, mà bạn hát cái bài của bạn á, đem phát audio lên xe hơi nghe ngon lành luôn, như một bản thu âm. Hát rất cảm xúc, cực kỳ tình cảm, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cái đó tôi nói thiệt, một lời khen dành cho bạn. Nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay thôi, chắc là bạn ăn ngủ điều độ. Nếu cái hơi thở bạn nó tốt hay sao, bạn tống cái hơi ra nhiều quá, cái âm thanh nó hơi bị chua, nó chát cái lỗ tai á, nó không có ấm như thông thường bạn hát. Nó không có tinh tế. Tình cảm thì tuyệt vời, từng câu từng chữ bạn rót vào tai khán giả. Nếu như hỏi tôi hát là bạn hát bài này hay hay không thì rất hay. Là hay. Nhưng hỏi hát giống anh Quỳnh nhất chưa thì chưa phải là nhất của bạn. Vậy thôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời anh Nam. Chị Chanh phát biểu chưa? Nói chung đồng quan điểm đó là xong rồi đó. Copy pass. Copy and pass. Sao chép qua để thẳng. Nhưng mà chị Thanh cũng chia sẻ vài điều đi. Dạ, mời chị Thanh. Hôm nay nó giống như một ly nước cam, hơi gắt xíu, mềm mại, thanh ngọt lại xíu nữa là mới đúng. Còn anh thì anh lại thích Ngọc Tuấn ở những cái phần mà diễn xuất á. Nó rất là tự nhiên, bởi vì em đang hóa thân vào một chàng ca sĩ mà chuyên hát những cái bài hát về những cái thân phận của người nghèo, của những cái chuyện tình ngang trái và nó gian dở đó. Và hôm nay em cũng đã thể hiện ra khi mà mình đã diễn xuất những cái đoạn trên sân khấu, dù nó rất là ngắn thôi, nhưng mà nó có cái gì đó nó rất là thật thà chất phác và người ta cũng tin được những cái điều đó. Thì đó cũng là một cái lợi thế của Ngọc Tuấn. Anh cũng sẽ mong là Tuấn trong những lần sau hóa thân vào anh Quỳnh thì mình sẽ cân đối giữa cái phần diễn cũng như là cái phần hát, để làm sao đó mình vừa thuộc bài, vừa chuyển tải những cái phần hồn, nhưng mà cũng lưu ý những cái phần hát để mình không có bị sa sút một vài cái điểm nào đó trong cái phong độ của mình. Chúc mừng em. Nếu như mình nhắc cái anh Lương Hoàng Phúc á, là đừng có xả vai trước khi hết nhạc, cái anh này khỏi chỉ luôn. Ông giữ đúng tâm lý, coi như là thề chết không xả vai. Đúng. Nhạc hết rồi giữ tâm lý buồn tới ngày mai luôn. Đúng. Rất là hay. Cái mặt bây giờ vẫn còn buồn, giữ tâm lý hú hồn thiệt. Khủng khiếp. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mất. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như gương bóng vương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Hãy subscribe.
quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rọi đường em. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như án mây cao, tình em như ánh trăng sao, cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền chia cánh đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muốn kiếm không nhòa. Hẹn cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên sớm mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi néo quan san, khóc cho đời bạc trắng lừa. Vì sao anh nhớ em thế này, đôi mình chỉ thế thôi sao. Trong lòng mong gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Trong năm biết có duyên gì, dặn chuẩn nếu có qua cầu thì hồ tan duyên sớm mà thôi. Trong năm biết có duyên gì, dặn chuẩn nếu có qua cầu thì hồ tan. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 4 thí sinh trên sân khấu này à, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với từng bạn. Đầu tiên chị áo dài trắng như nữ sinh, chị giới thiệu đi ạ. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phan Thị Ly, em đến từ Quảng Ngãi. Bạn tiếp theo, mời bạn. Vâng, vừa lời nói đầu tiên thì em xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả có mặt cho chương trình ngày hôm nay. Em tên là Dương Vân Chiêu, hiện tại em là quê ở Cà Mau. Cà Mau, cái kiểu tóc này là em để bao lâu rồi? Dạ, em để cũng được 4 năm. Để 4 năm rồi hả? Dạ đúng rồi. Là do em yêu thích cái ca sĩ này nên em để cái tóc này hả? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì hát rồi em đam mê rồi từ từ nó quen. À rồi, cảm ơn em. Thành viên thứ 3, xin mời bạn. Em xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và em là Trọng Nghĩa, em đến từ Đồng Nai và hiện tại đang làm việc ở tại Sài Gòn ạ. Bạn làm công việc gì Nghĩa? Dạ em vẫn đi hát tự do ạ. À, ca sĩ tự do, xin mời thành viên cuối cùng. Em xin kính chào ban giám khảo và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong cái hội trường hôm nay ạ. Em tên là Trần Ngọc Tuấn, đến từ Thái Bình ạ.
Bạn Tuấn, bạn là người miền Bắc à? Dạ vâng ạ, em từ Bắc, Thái Bình ạ. Nhưng mà lại hát dòng nhạc bolero mà cái người ca sĩ mà bạn hát thì lại là người miền Nam. Cũng khá là đặc biệt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét cũng như chia sẻ của các vị ban giám khảo. Chắc là quý vị cũng đoán ra được đó là ai đúng không ạ? Hôm nay các bạn làm cho Thành rất xúc động là bởi vì cái mashup này rất là hay, hay thật sự. Ngay từ cái vòng bắt đầu thôi, chúng tôi đã thiếu điều không còn gì để góp ý nữa. Các bạn làm chúng tôi ngạc nhiên quá bởi vì nó giống, nó mức độ mà giống mà khi mà giống quá nó đã, nó nổi da gà, nó sướng đập bàn đập ghế. Đây, Phi Nhung, hai người Đan Nguyên và một Mạnh Quỳnh đúng không ạ? Rất hay, các bạn đều hát rất hay. Trời cho bạn cái giọng quá giống chị Nhung, nhưng mà bạn phải hát nó hơi bất nguyên tắc hơn tí, không nắng nót quá nhiều, hát mộc hơn, chân thật hơn. Vì sao em nhớ anh thế này, là vậy thôi, chứ không có mà nhớ anh thế này. Em hiểu anh nào? Là những người khác thì người ta sẽ nắng nót chữ, Phi Nhung không nắng nót. Phi Nhung hát bằng mộc mạc từ trái tim đi ra thẳng băng, khô hơn tí nữa sẽ ra chị Nhung nha, đanh thép hơn tí. Em cảm ơn ạ. Hai bạn Đan Nguyên thì dĩ nhiên là bạn bên này cả ngoại hình hiện nay cũng đang nổi trội hơn. Chắc có lẽ là tại mê Đan Nguyên quá, nhiều khi nó ăn vào máu thịt rồi nào cũng hay, rồi để tóc mặc đồ giống, đứng cái tướng cũng giống. Từ đằng xa cái đèn tối thui là tôi đã thấy bạn này, tôi nói ủa sao ông Đan Nguyên giống tới mức độ đó. Bạn này thì chưa giống bằng, bạn vẫn còn nhiều cái chỗ xử lý chưa có ổn. Thì một lát nữa khi bạn hát đơn Thành sẽ phân tích kỹ hơn. Còn anh này anh giống Mạnh Quỳnh mà tới nỗi tôi đập bàn đập ghế nó giống giống mà giống gì dữ vậy trời rồi lấy gì tôi góp ý ông, giống y chang luôn rồi. Hát sai sai đi xíu còn có để đường ta nói. Ông giống như là giờ Mạnh Quỳnh in vong luôn thì để tụi con có giảm cân được không, vậy thôi chứ giờ nói gì nữa giờ. Xin mời chị Thanh. Trấn Thành cũng nói hết rồi. Hôm nay cái chương trình buổi hôm nay đầu tiên Phương Thanh vô, mọi người hỏi Phương Thanh bói ngày hôm nay xem sao, đảm bảo là từ khá đổ lên. Bây giờ mọi người thấy sao, chính xác đúng không? Có tập thì sẽ có người này như thế này, người khác sẽ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng riêng tập này đảm bảo từ đây tới cuối chương trình sẽ có nhiều cái rất là hay. Nhận xét để mà gọi là soi á, soi mói rồi móc rồi tìm vết hở rồi này nọ thì chắc chắn là Trấn Thành sẽ tìm ra. Phương Thanh cũng sẽ phụ Trấn Thành xem có gì đó để mà hỗ trợ thêm cho mình tốt nhất có thể. Du Bacati, hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ soi mói tới tận cùng. Dạ, soi, soi, soi các thí sinh. Soi để cho có cái gì hoàn tốt nhất cho các bạn. Không biết tới cuối có gì để cho Phương Thanh phá hay không, nhưng mà trên tinh thần là quá là yên tâm. Cảm ơn các bạn và cảm ơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Đây là một cái đêm diễn, một đêm thi và cái cuộc đua của bốn vận động viên. Nhưng mà trong đó Trọng Nghĩa và Văn Chiêu hóa thân vào cùng một thần tượng Đan Nguyên. Cho nên là hai tụi em sẽ áp lực nhiều hơn hai bạn còn lại. Bởi vì hai bạn còn lại thì giám khảo cũng như khán giả sẽ so sánh các bạn với thần tượng. Cái đó đã là một áp lực rồi, nhưng mà đây mình còn áp lực khi so sánh đối thủ là bạn của mình nữa. Cho nên là hai em sẽ phải hết sức tập trung và có cái chiến lược trong những cái vòng tiếp theo. Đó là lời khuyên của anh dành cho hai bạn hóa thân thành Đan Nguyên. Và về sắc vóc rồi cái chiều cao và mọi thứ thì anh thấy Văn Chiêu thì có lợi thế hơn, khi mà khá là giống cả ngoại hình và chiều cao và cả cái mái tóc nữa. Giống cả ánh mắt nữa anh. Anh Đan Nguyên anh có một cái hay là khi anh hát á, thường anh ít khi nào mở to mắt. Anh chỉ mở theo cái kiểu thật ra anh mở to cũng không mở được. Cho nên là khi các bạn này hát hay, hay là mắt hay là mình góp ý kêu Đan Nguyên cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Ê trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, đao kiếm vô tình. Trời ơi, lời phán đã linh nghiệm, MC mới đó, bị chặt tội một người nhát. Ta đã không dám nói rồi, cứ chọc cho người ta nói. Trời ơi, hết chuyện cứ khửi con mắt ra làm chi. Cảm ơn chị. Không, nhưng mà em tỏa sáng, tập nào em cũng được chị chém là em sẽ tỏa sáng. Yên tâm, cứ tỏa sáng đã rồi xuống sân khấu mình tính sau. Em tin thế, dạ cảm ơn chị. Rồi trong thời gian MC Nguyên Khang gạt đi nước mắt thì anh sẽ nhận xét tiếp phần của Trúc Ly ha. Rồi mình tập trung thí sinh đi mà anh. Rồi, anh rất thích cô Phi Nhung Trúc Ly. Rất là dễ thương, một cái vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Hồi nãy mình có nói cái gì là giống như Phi Nhung mà nhỏ lại bao nhiêu tuổi á.
đúng không? Giống tức như là những năm thanh xuân. Thanh xuân á. Thanh xuân của chị Phi Nhung chắc là Trúc Ly đó. Anh rất là mong chờ phần kết hợp của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ hòa hợp đến đâu, bởi vì Ngọc Tuấn trong cái phần hóa thân vừa rồi rất là xuất sắc, và kể cả cái sự mộc mạc và có phần rất là chân chất của em cũng giống giống với thần tượng của mình nữa. Và anh nghĩ rằng là cái sự kết hợp của hai em sẽ bùng nổ. Còn cái sự kết hợp của hai Đăng Nguyên thì hứa hẹn đó là một cái cuộc đua rất là gay cấn. Anh rất là mong chờ. Chúc mừng các em với cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là vòng đầu tiên thì các bạn chỉ chào sân một cách rất đơn giản và cũng chưa có kịp phô diễn hết tất cả những ưu thế của mình, nhưng mà đã nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các vị giám khảo rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng là ở vòng tiếp theo các bạn sẽ cố gắng phát huy hơn nữa nha. Một lần nữa xin chúc mừng 4 thí sinh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào vòng hòa thanh. Và như chúng tôi chia sẻ ở vòng này thì sẽ là sự bắt cặp với nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi, đó là những người tình trong âm nhạc. Cả hai song ca rất là ăn ý trong những ca khúc mang đậm âm hưởng bolero cũng như là quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung của hai thí sinh. Xin được giới thiệu Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ.
chùm mãi mãi đầu. Lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ơn xin người ca suốt đời. Dẫu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ai ơn xin người ca suốt đời. Dẫu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Trời ơi, nó mùi ơi là mùi mà nó, chúng tôi nghĩ đây đúng là Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn á, chứ không còn ai nữa. Mà nhất là anh Mạnh Quỳnh, anh diễn mùi dễ sợ luôn. Nào là khều khều cổ xích lại một chút, rồi quàng tay qua. Mấy cái vút này là tóc mình... nữa đồ. Trời ơi, vút tóc nữa, cái này mình tập nhiều không? Cái này bọn em chưa tập ạ. Thì chưa tập luôn hả? Chỉ Trời lên chưa sân tập khấu mà. Là hai anh em thống nhất là lên sân khấu thì mình cứ nghĩ thế nào mình làm như vậy thôi ạ. À, nghĩ vâng thế nào làm như vậy vâng luôn. Vâng ạ. Còn em? Em nghĩ là bản chất của ảnh luôn á. Hả? Bản chất của ảnh? Em với ảnh tập đúng có một lần thôi. À hả? Thì lúc Nhưng đầu... mà lúc mà tập là em có gục đầu vào vai ảnh giống vậy không? Cái lần đầu tiên thì có. Uh-huh. Nhưng mà mấy lần sau đó em cũng sơ sơ thôi. Khoan nha, anh... tôi thấy tại sao người ta nói anh gãi gãi cái gì. Người ta nói đúng tim đen anh phải không? Anh để ý gì người ta phải không? Hai tụi em là ở hai vùng miền khác nhau. Chỉ có gặp nhau trong cái cuộc thi này đấy đúng không? Đúng rồi, bây giờ hai đứa mới gặp nhau ạ. Cả hai có người yêu chưa? Em thì có rồi, nhưng mà ảnh thì có vợ rồi, có hai con luôn rồi. Trời ơi, trời đất ơi, bị bán đứng rồi em ơi. Bày đặt gán ghép bậy bạ rồi hồi vợ ông cào mặt tôi nữa. Tại vì hai bạn chân thật á, nên hai bạn diễn nó đàng hoàng, nó tử tế, để nhìn nó rất là trong sáng, nó thiệt. Nãy mình ghẹo chơi cho vui thôi, nhưng tại hai bạn làm nó rất là dễ chịu. Và nó có một cái gì đó rất là thật thà với nhau. Khi mình hát mình tin cái mình hát á, để mình nhìn với ánh mắt của người kia mình cũng thấy nó thiệt hơn tí đúng không? Để mình diễn cũng được. Mà trời lại thương cho hai cái người bạn diễn cùng mình nó lại hát hay nữa. Mà nó lại giống Phi Nhung nữa mà ghê chứ. Giống như kiểu là không cá gặp nước các bạn hiểu không? Lâu lâu tự nhiên ngày xưa đúng không bạn hát karaoke có một mình. Đúng rồi. Đó, cái kêu cái thí dụ cái bà hàng xóm vào hát dở ẹt. Đúng rồi. Nhiều khi còn phô lỡ tông dí nhạc mình hát cực muốn chết, giận. Bữa nay đi thi gặp ngay trời Phi Nhung chịu có nổi đâu. Cũng phải nói thật với ban giám khảo là em cũng mong ước từ ngày xưa đấy. Em bảo là bây giờ mà giá như mà có được cái bạn gái nào mà hát được giống Phi Nhung thì hai người đó hát thì nó hay quá. Anh nghĩ là em là nhìn là thích Phi Nhung rồi đấy. Ừ. Nhưng mà nói chung là khán giả rất thích. Đấy. Thì đấy ừ vậy đó. Ừ. Nhung ơi, Nhung. Dạ. Bài này Nhung lên tay nè. Vô rồi đó, vô. Vô rồi. Nhưng mà bây giờ nói nè, về dạch lá tìm sâu nè, dạch xấu tìm la nè. Phi Nhung phải hát to hơn một tí và hát phủi đời hơn một tí. Em lên là cái câu... câu cao nhất á, mấy nốt cao nhất á. Mà hát to và hát không nắng nót, hát phủi đời, hát thẳng băng cho anh thử coi. Thử coi, 2, 3. Khi đã yêu nhau, nào mơ ước nhiều. Đúng rồi. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Đó, yeah, vô chính rồi, xác. Vô yeah. rồi đó. Hiểu chưa? Phi Nhung là hát là không nắng nót. Tại vì bản chất cái giọng chỉ đẹp, đủ đẹp, đủ dày và mạnh. Hát là hơi rất là mạnh, hát không có nắng nót nhiều. Thì mới ra Phi Nhung hát phải chân thật. Nha, yeah. Vô rồi đó. Cảm ơn ạ. Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy. Đẩy hơi mạnh ra. Và cái chữ Mạnh Quỳnh hát nhấn nhá hơn. Anh hát anh mượt quá, anh không có nhấn nhá, anh hiểu em nói không? Anh phải đẩy vậy khi mới vậy là e, thì cái miệng mình ngang hơn, mở ngang hơn để cho cái âm thanh nó bẹt hơn thì nó sẽ hay hơn. Thử lại hát mạnh nè, 2, 3. Em ơi em ơi, nhấn vô tiền đâu đám cưới bây giờ, mạnh hơn nữa mà em nhắc đến thêm buồn. Đó, nó là như vậy nha. Hát dứt khoát hơn và không có lê thê, không có dài là ra. Chúc mừng hai bạn, rất hay. Mời chị Thanh. Mình cứ nói, tính nói gì cái Trấn Thành nói hết rồi tới mình cái mình biết nói gì.
Mình cũng ngồi kế bên. Tôi ghi chép tôi nghe. Mình kế bên mình phụ họa cũng được đúng không? Thật sự ra thì khi mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát ở ngoài sân khấu, nhất là ở sân khấu và Thâu Băng là khác nhau. Cho nên khi các bạn ra sân khấu mà trong chương trình mà thi thố như vậy nè, thì cái volume mình hát nó phải to, nhỏ. Các bạn đã đang bị đều quá, tức là các chữ nó đều như Thâu Băng. Nhưng mà sân khấu là các ca sĩ sẽ hát mạnh hơn một chút, vừa phải, mạnh hơn một chút, vừa phải. Tức là cái volume nó phải hơi chênh lệch nhau một xíu thì mới ra được Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Đó là cái điều các bạn phải thay đổi thêm một xíu nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Xin mời anh Nam. Anh thích là hai em trong cái phần ca và cả phần diễn nữa. Nói phần diễn trước đi. Vì phần diễn hai em dù là nghiệp dư nhưng mà rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Những cái bẽn lẽn của cô gái, rồi chàng trai cũng có phút ngập ngừng nữa. Cái đoạn thoại của hai em á, Ngọc Tuấn có gặp và vất vả hơn khi mình là cái chất giọng Bắc đó, mà mình giả giọng Nam, có lòi ra một chút giọng Bắc trong đó. Nhưng mà nghe vẫn rất là dễ thương, nghe vẫn rất là dễ thương, và nó có cái tình ở trong đó rất là nhiều. Hai em thoại và giao đãi với nhau, thuyết phục khán giả rằng hai em đúng là một cái đôi tình nhân trên sân khấu. Còn nói về cái chuyện tình trong âm nhạc thì anh Mạnh Quỳnh có phát biểu trên truyền thông rằng là hai người rất là thân với nhau. Thương nhau, thân nhau. Thân nhau lắm, nhưng mà thân đến nỗi là không thể nào yêu được. Gọi là cảm mến thì có, nhưng mà nói là tình yêu thì chắc chắn là không. Đó, nó giống như một cái tình bạn, một cái sự tri âm, tri kỷ trên sân khấu vậy. Cho nên đó cũng là một cái niềm may mắn khi mà họ tìm thấy nhau, và cũng như hai em tìm thấy nhau trong một cái cuộc thi này và đã gặp gỡ, thì đó cũng là một cái duyên. Thì anh rất là vui vì là cái duyên đó nó đã thăng hoa trên sân khấu tối ngày hôm nay. Chúc mừng hai em. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cái sự song ca ăn ý của các bạn á đã làm mang đến cái cảm xúc cho mọi người. Nhưng mà tình yêu thì nó lại là một cái cung bậc cảm xúc khác nữa đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin thu được không ạ? Dễ thương quá à. Dễ quá à. Câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn anh. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu. Thế là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ. Nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc, chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung. Dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài, hai lần em đều vượt qua được. Và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Nam. Cảm ơn Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ.